Sau mùa giải năm 2022 đến năm 2023 thất bại trên mọi mặt trận, Chelsea đã có cuộc cách mạng triệt để về nhân sự trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Dưới bàn tay của tân huấn luyện viên Pochettino, The Blue đã chia tay ít nhất 13 cầu thủ trong đội hình 1 và đem về những tân binh trẻ trung giàu khát khao công hiến. Với phong độ ổn định và thêm đội hình lành lặn, đội chủ sân Stamford Bridge tự tin hướng tới một chiến thắng trước người hàng xóm Fulham. Với việc Aston Villa bị Brentford cầm hòa 3-3, Chelsea cần một chiến thắng trước Fulham để lên ngôi vô địch. Và các học trò huấn luyện viên Pochettino đã hoàn thành nhiệm vụ bằng thế trận áp đảo trong trận derby Tây London trên đất Mỹ. Phút 20, Thiago Silva bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chelsea sau quả đá phạt góc của Ben Chilwell. Trước khi hiệp 1 khép lại, tân binh Nkunku đá bồi từ cự ly gần nhân đôi cách biệt sau pha đột phá và dứt điểm của chú cu Emeka. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng 2 không giúp Chelsea kết thúc giải đấu với 2 trận thắng và 1 trận hòa, đồng thời duy trì thành tích bất bại trước mùa giải dưới thời huấn luyện viên Pochettino. The Blue còn một trận đấu giao hữu với Dortmund vào ngày 2 tháng 8, trước trận mở màn ngoại hạng Anh trên sân nhà tiếp đón Liverpool vào ngày 13 tháng 8. Trước đó, bế tắc trong khâu tấn công trước đối thủ nổi tiếng về lối chơi phòng ngự, nhà vô địch châu Âu Manchester City gục ngã 1-2 dưới tay Atletico Madrid trong trận giao hữu tối 30 tháng 7 tại Seoul, Hàn Quốc. Tiếp tục các trận giao hữu trong chuyến du đấu tại Bắc Mỹ, MU sẽ có cuộc đối đầu với Dortmund trên sân Allegiant Stadium tại Las Vegas, bang Nevada vào 8 giờ ngày 31 tháng 7 giờ Hà Nội. Hiện kết quả du đấu của đội chủ sân Old Trafford không tốt khi thua 2 thất bại liên tiếp. Về phần mình, Dortmund khởi động mùa giải bằng 4 trận đấu giao hữu với những đội kém hơn hẳn. MU mới là đối thủ mạnh đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic phải đối đầu trong mùa hè này. Rasmus Højlund sẽ là thành viên mới nhất đến với sân Old Trafford. Theo Sky Sports, sau một khoảng thời gian dài đàm phán thì cuối cùng MU cũng chốt xong bản hợp đồng bom tấn thứ 3 ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, đó chính là tiền đạo Rasmus Højlund của Atalanta. Cụ thể, nửa đỏ thành Manchester phải bỏ ra số tiền là 72 triệu bảng Anh để có được Højlund. Tiền đạo người Đan Mạch sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Old Trafford. The Sun đưa tin, Liverpool đang đàm phán với PSG để hỏi mượn tiền đạo Kylian Mbappé. Lời đề nghị này được cho là có lợi cho cả bên ở thời điểm hiện tại khi giúp Liverpool có thêm ngôi sao chất lượng trên hàng công, trong khi PSG nhận được số tiền đáng kể và Mbappé được rời Paris, được thi đấu thường xuyên ở một giải đấu chất lượng trước khi đầu quân cho Real Madrid vào năm sau. Daily Mail cho hay, ban tổ chức giải đấu ngoại hạng Anh chính thức đưa ra quyết định sẽ áp dụng luật bù giờ giống với World Cup 2022 và World Cup nữ 2023. Theo đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã áp dụng luật bù giờ mới với nhiều trận đấu diễn ra có khoảng thời gian bù giờ dài hơn rất nhiều so với thông thường. Điều này ngăn chặn các hành vi câu giờ tiêu cực của các cầu thủ trong trận và số thời gian thi đấu thực tế của trận đấu cũng tăng lên. Ngoại hạng Anh mùa giải năm 2023 đến năm 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 8 tới với trận